Song Thủy xin kính chào ông bà, cô chú và các chị đang xem kênh Song Thủy Vlog nha. Cả nhà ơi, thì mấy hôm nay thì trên kênh của Song Thủy là có chia sẻ những video mà cá nhân và gia đình của Song Thủy. Nó cũng gây cho cả nhà nỗi buồn rất là nhiều. Không phải là riêng về gia đình của Song Thủy mà cũng rất nhiều ông bà cô chú khi mà xem kênh của Song Thủy thì cũng rất là buồn luôn và khóc. Có thì có những cô chú thì điện thoại cho Song Thủy để chia buồn mà khóc quá trời luôn. Song Thủy thật sự là Song Thủy cũng muốn không muốn là up lên những nỗi buồn của gia đình của mình đâu, mà khi mà lúc ba còn sống thì trên kênh của Song Thủy là luôn lúc nào cũng có những cái hình ảnh của ba, những gương mặt của ba, nên là Song Thủy cũng muốn là khi mà ba mất thì những hình ảnh đó cũng như là những hình ảnh cuối cùng để lưu lại. Ba thì đó giờ thì ba là cũng là người đầu tiên cổ vũ cho Song Thủy làm kênh và quay clip thật là nhiều để gửi đến tất cả các ông bà cô chú. Ba mẹ luôn đồng hành cùng với Song Thủy và hôm nay thì cũng là hắt đầu của ba sau 7 ngày. Gia đình cũng có bà con cô bác đến đây, rồi các quý sư cũng đến đây động kinh, tụng kinh cho ba để cho ba về cực lạc giảng sanh nha cả nhà. Ở đây là bàn thờ của ba và cái khu vực này thì cũng là khu vực mà Song Thủy chốt đơn, mà bây giờ khu vực này là để thờ ba. Và cái không gian này hôm bữa Song Thủy có chia sẻ là ba làm cho Song Thủy cái khu vực mà để mà có thể livestream bán hàng rồi đặt nút bạc. Thì hôm nay nút bạc vẫn nằm đây nhưng mà cửa hàng thì không còn nữa. Cửa hàng thì Song Thủy giờ vô phía trong và khu vực này là sẽ để thờ ba. Mà nút bạc thì vẫn nằm ở đây, thì sau này mà Song Thủy có livestream mà đôi khi cái nút bạc không có thì khán giả hỏi thì Song Thủy cũng muốn giải trình là nút bạc nằm ở đây vì đây là món quà mình gửi tặng cho ba. Thì cái không gian của nhà của Song Thủy thì lúc mà làm lễ cúng này kia, những cái làm lễ ở bên cửa hàng á thì làm bên kia, còn mà về đây thì làm bàn thờ, do cái không gian nhà bên đây cũng hơi chật thì khách người ta đến cũng bất tiện. Hôm qua thì Song Thủy không có lên clip, không có tâm trạng, hầu như là không còn tâm trạng mà để mà lên clip nữa, nên là cái clip đó là clip trước khi mà ba Song Thủy mất một ngày, là Song Thủy đang đi quay và tâm trạng rất là háo hức, tại vì ba khỏe mà, ba đang khỏe rất là háo hức luôn mà. Nghe tin xong rồi cái tới bây giờ là vẫn hiện tại tâm trạng vẫn chưa ổn định nữa. Sẵn đây Song Thủy sẽ có thể chia sẻ một số thắc mắc của khán giả khi 4 ngày qua mà mình đăng video Thủy, thì có những câu hỏi khán giả. Thứ nhất là ba Song Thủy sao mà mất? Ba Song Thủy thì ba Song Thủy rất là khỏe, buổi tối là ba rất là khỏe luôn. Ba cũng ca hát rồi ngồi chơi với mẹ rồi với con cái cháu chích này kia rất là vui vẻ. Khi mà mẹ về á thì trên đường mẹ về thì ba mệt, mà ba mệt thì ba nói ba khó thở, thì ba nói thôi để điện mẹ lại quay lại thì ba không cho. Ba nói là ba chút xíu là khỏe nhưng mà không biết như thế nào mà nhà anh ba mới điện ngược lại cho mẹ, nói mẹ quay lại đi ba mệt. Thì ở nhà Song Thủy cũng một chồn, thường ngày thì mẹ 10 giờ là mẹ đã về rồi, mà hôm đó 11 giờ mẹ chưa về. Song Thủy cũng một chồn điện thoại cho mẹ rồi nhắn cho mẹ rồi cũng không thấy mẹ trả lời hồi âm. Rồi khi mà ba nhập viện chuẩn bị cấp cứu thì mẹ nghe điện thoại của Song Thủy thì mẹ nói là ba chuẩn bị vô cấp cứu để mà cấp cứu tạm thời đó. Nó gọi là tấm, mình cũng nghĩ là chỉ là hô hấp bình thường thôi của tuổi già thôi chứ đâu nghĩ là đi xa như vậy. Song Thủy thì ở nhà chạy thẳng xuống bệnh viện luôn thì đón ba, mà ba vừa tới bệnh viện thì Song Thủy xe Song Thủy cũng vừa tới đó luôn. Trong một đêm mà rất là nhiều cái giống như là mình không quên được á, hầu như mình không quên được cái khoảnh khắc mà mình đã trải qua đó. Giống như từ lúc mà ba mới vô, lúc mà ba gặp trong cái giai đoạn mà thập tử nhất sinh đó, thì chỉ có mấy anh em, anh Tư, anh Ba, anh Caramel và Song Thủy thì với mẹ là người trực chờ trong cái bệnh viện, nên là những cái hình ảnh mà ba trong đó, từ lúc mà ba mà suy hô hấp nặng, từ ở dưới phòng cấp cứu bình thường rồi đi lên phòng đặc biệt là
không ai vào là không ra được. Và cái giường đó cũng là chính là cái giường mà của bà ngoại mất cũng gần 10 năm, cũng nằm ngay giường đó, tại phòng đó. Mà khi mà ba nằm lên là thấy hầu như là không còn gì mà để mình nếu như mình có tâm trạng là giống như là nó giống như bà ngoại hồi xưa. Đúng rồi. Nhưng mà bác sĩ nói thôi còn nước còn tát thì cứ chở ba lên bệnh viện Sài Gòn đi, còn nước còn tát thì sáng hôm sau trong một đêm thì ba giống như ba lúc đó ba bị mê man rồi. Ba mê rồi. Nhưng mà sáng sớm thì bác sĩ thì có hỏi gia đình có muốn đưa ông đi Sài Gòn không? Thì trong lúc đó thì gia đình cứ nghĩ thì còn nước còn tát thì chở ba lên Sài Gòn. Thì đi đến Sài Gòn thì khi nhập viện cấp cứu thì có chừng một tiếng thì ba mất lúc 15 giờ 5 phút mà là... lúc mà ba đi lên, khi mà từ ở Sài Gòn, ở Châu Đốc mà Sông Hỷ và mọi người đưa ba đi lên xe đó thì tâm trạng rất là phấn khởi, tại vì mình nghĩ là sẽ có nhiệm màu. Khi mà ba từ ở dưới này mà ba đi lên trên Sài Gòn thì nhiều khi là phước chủ may thầy, thì sẽ có một cái phép màu gì đó để mà ba khỏe lại. Gia đình là giống như là nhẹ hẳn một cái nỗi lo. Khi mà đến 3 giờ chiều thì ba nghe tin là anh ba điện về là ba mất rồi. Thì hầu như là rối bời luôn. Cái kệ đi đóng hàng của Sông Hỷ là hầu như là mình dẹp toàn bộ hết để mà cho cái không gian này mình để đậu xe này kia cho mọi người khách khứa này. Mà tay Sông Hỷ rất là gung luôn, tới bây giờ hiện tại mà tay Sông Hỷ vẫn gung, không tin về sự thật. À, ba đi nhanh quá nhanh. Hôm trước ba còn ra đây, ba còn hỏi bữa nay có soạn đơn không con, có đi quay không con, rồi có bán hàng được không con, mà giờ ba không còn ở đây nữa. Nhưng mà có khán giả hỏi Sông Hỷ tại sao mà làm đám tang không để tang rồi không bắt áo tang, thì Sông Hỷ giải thích cho khán giả hiểu. Tại sao mà không đeo đội tang á, thì cái này là do gia đình, chỉ riêng cá nhân của gia đình Sông Hỷ thôi. Vì áo tang á thì rất là nhìn tang thương chết chóc, nhìn rất là lạnh lẽo. Như là gia đình của Sông Hỷ là cũng bàn nhau là để một cái khăn xám đó, rồi áo trắng, rồi là áo tròn, để mà cho mình thấy là đám ma không có lạnh lẽo mà nó ấm cúng, nó đỡ cái tuổi thân á của gia đình. Thật sự đám tang thì cái tâm mới quan trọng, còn hình thức bên ngoài nó chỉ là hình thức thôi, nó không quan trọng. Còn có một số khán giả nói tại sao mà gia đình Sông Hỷ có điều kiện mà không chôn ba mà lại đi hỏa thiêu và hủy táng. Thì theo nguyện vọng của gia đình của Sông Hỷ là lúc nào những người mất trong gia đình là hoàn toàn là hỏa táng, vì cát bụi về với cát bụi. Thì cả nhà thấy đi, khi mà mình chôn á thì mình phải làm mã, mà mã thì nó nằm ngoài đồng, đồng không thì nó lạnh lẽo lắm. Nếu mà mình một năm mình chỉ đến giếng tầm 1-2 ngày thôi. Còn cái khăn xác của ba thì nó giống như là nó bị vi khuẩn nè, rồi bị những cái con côn trùng nó cắn từ từ, thì nó có đau nhói hay không. Nên là gia đình của Sông Hỷ là muốn là ba sạch sẽ để mà đi, cát bụi về với cát bụi. Thì cái phần cốt của ba, phần bụi cốt của ba thì được thả dưới sông để cho ba mát mẻ, về với cát bụi, về với thiên nhiên. Còn một phần nhỏ thì sẽ để vô cái gọi là gì ta? Phần cốt của ba để lại thờ và để trong cái gì nó giống như cái tháp á, cái bảo đồng. Thì gia đình của Sông Hỷ là cũng trong chùa ở Khánh Thường ở Tịnh Biên cũng có hai bảo đồng, bên nội và bên ngoại, là bảo cái phần cốt của ba chỉ còn một cái hũ nhỏ như vậy, thì sẽ để đặt trong bảo đồng để khi mà có người tới lui này kia, lau chùa dọn dẹp này kia, cũng nhờ một phần ở trong chùa cũng được các cô các chú rồi ở trong những Phật tử cũng tới lui săn sóc này kia, chăm nom này kia. Nên là gia đình theo ý nguyện của gia đình ông bà từ trên là người mất là đều hỏa táng hết rồi, thả cốt chỉ trừ một phần nhỏ thôi. Còn có một số khán giả nói tại sao mà ba mất không thấy khóc, rồi quay video để kiếm tiền. Dạ. Thì thật sự không khóc được mới khó gì, nó mới đau nhiều hơn. Nó thật sự là Sông Hỷ khóc rất là nhiều, và Sông Hỷ không muốn là khi mà mẹ là người rất là cứng rắn,
từ lúc đầu mà mẹ không khóc luôn. Sông Thủy thấy là mẹ là một người rất là chịu đựng, và hiện tại là thà mình khóc được nó nhẹ nhõm hơn, chứ mà mình giữ trong lòng rất là khó. Và video này thì Sông Thủy cũng muốn là kỷ niệm của ba như mọi người khi mà video cũ. Thì cuối cùng thì những cái niềm vui của ba thì ba lúc nào ba cũng muốn là video vui vẻ, nhưng mà thật sự vui không nổi luôn, vui không nổi luôn. Sông Thủy thì rất là mừng vì ba cũng đi thanh thản, mà ba cũng không có bệnh tật này kia. Khi mà bệnh tật mà kéo dài thôi ba cũng đau đớn. Ba 70 là cũng vừa bước qua tuổi thọ mà ba như vậy thì cũng nhanh. Tại vì Tết thì vừa mới coi những cái clip trước, mới clip mấy mấy bữa nay coi lại thì thấy ba cùng với mọi người ăn Tết này kia vui vẻ, rồi ăn Valentine đó. Mà nếu mà Sông Thủy hôm bữa mà Sông Thủy không có quay ba Valentine là cũng không có clip cuối cùng dành cho ba nữa. Có nhiều khán giả rất là thương Sông Thủy, điện Sông Thủy mà chia buồn mà Sông Thủy chưa gì hết, là khán giả lại khóc quá khóc. Thật sự là Sông Thủy cũng không muốn là chia sẻ cái niềm đau buồn này đến ông bà cô chú, mà vì nguyện vọng của ba, của mẹ, rồi cả gia đình của Sông Thủy cũng nhờ video của Sông Thủy đăng lên á, cũng được nhiều bà con, cô bác, trong khi mà mình tan gia bó rối thì mình cũng không có thông báo được hết cho mọi người, rộng rãi được cho mọi người á. Cũng nhờ những video đó mà bà con, cô bác, những người ở xa, những người bạn bè, người thân đều biết mà đến để chia buồn. Hôm qua cũng có chú, cũng bà con xa cũng đến trễ hơn, tại vì khi mà clip của Sông Thủy up lên xong rồi là đã chôn rồi, thì chú mới hay. Thì hôm qua chú cũng mới đến đây để mà giếng ba, chú không mới hay là như vậy để tìm bà con cô bác họ hàng ở xa vậy, thì không kịp cái ngày tang. Thì trong những ngày làm thất 49 ngày thì cũng vẫn ghé đây mà giếng rồi thất ngang cho ba. Thì 7 tuần là 7 thất là 49 ngày. Thì gia đình của Sông Thủy là mỗi tuần sẽ cúng thất cho ba. Và hiện tại là tuần thất này là thất đầu tiên. Sông Thủy cũng định là không có tâm trạng để mà quay clip, nên là cũng muốn là cảm ơn, tri ân đến ông bà cô chú, những người yêu thương Sông Thủy mấy ngày qua đã luôn động viên Sông Thủy để mà chia buồn với gia đình, rồi điện thoại nhắn tin, rồi cả liên hệ, có cả ông bà cô chú ở gần cũng đến chia buồn. Và các bạn YouTuber, tuy là Sông Thủy không có quay chia sẻ, nhưng mà các bạn cũng có đến đây để mà viếng ba mẹ của viếng ba của Sông Thủy đó. Nên là cả nhà có gì, tại vì cái nền tảng này nó cũng là hai con dao hai lưỡi, nên là cũng Sông Thủy cũng ít hạn chế để mà chia sẻ. Khi mà từng người đến thì cũng hơi khó, nên là cả nhà có gì thông cảm bỏ qua cho các anh em, chứ anh em ai cũng yêu thương Sông Thủy, yêu thương gia đình của Sông Thủy hết. Trong 4 ngày mà làm tang cho ba thì có hơn 6 ngàn tin nhắn chia sẻ gì, thì Sông Thủy không thể nào mà cảm ơn từng người được. Thậm chí thả tim mà Sông Thủy thì không đủ thời gian để thả tim, thì mong quý vị khán giả thông cảm bỏ qua. Điện thoại Sông Thủy là bỏ không đụng tới luôn á, không coi clip, cũng không bận, không lấy, hầu như là ăn caramel lắm hết. Sông Thủy là không đụng chạm gì tới điện thoại luôn. Buồn lắm, buồn mà một người gắn liền với mình, khi mà view mình thấp cái ba đi vô ba lại view lại cao, hoặc là có những cái chủ đề quay cùng với gia đình thì lại như vậy, mà giờ sau này quay lại vô giường không có ba chống chơi chống chọi. Hôm bữa đưa ba đi về vô kho lò quả tán á, khi Sông Thủy đi vô giường, Sông Thủy lúc mà Sông Thủy dẫn hai em cúng lên á, thì mình cái tính mình á thì mình đi vô giường thôi, mình cứ nghĩ là ba còn sống trong giường là ba vẫn còn trong đó, mình chưa có chấp nhận được là ba đã mất. Thì mình đi vô trong, mình dẫn hai con chó ra thì mình nói ba mất rồi, mình mới nhớ trực là ba đã mất rồi, ba đang đi vô chứ không phải là ba đang ở trong giường. Nên là mình cứ đinh ninh là ba còn sống hoài à, ba không có đi đâu xa chứ, ba vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó, mà mình chưa chấp nhận được sự thật. Tới hiện tại từ 4 ngày đã hoàn tất xong, thì tới ngày hôm nay là mới là cái clip đầu tiên mà Sông Thủy chia sẻ về cái tình hình hiện tại.
và gia đình của Song Thủy, ba mẹ mẹ của Song Thủy thì cũng vui ngoai được phần nào. Cũng có chung thật sự là mình đã lo đám tang nó hoàn chỉnh rồi thì mình nó nhẹ một cái lo. Mẹ một cũng buồn, mẹ cũng là một Phật tử, mẹ cũng là một Phật tử nên là mẹ cũng hoán về khi mà ba đã hết duyên với trần gian thì ba về với Phật, thì mẹ cũng đỡ một phần nào đó, mẹ cũng đỡ lo. Mẹ nghe nhà Phật pháp á, khi mà mình buồn cái mình niệm Phật thì nó mẹ cứ đỡ được phần nào. Mẹ đọc, mẹ buồn mẹ nhớ ba là mẹ xuống mẹ đọc kinh, mẹ buồn mẹ nhớ ba là mẹ đọc kinh cho ba. Song Thủy với chị em trong nhà thì chỉ là lo cho mẹ thôi chứ cũng không có biết mẹ đang suy nghĩ những gì. Lo lắm mà cũng buồn lắm. Qua đây thì Song Thủy cũng muốn là chia sẻ ngắn gọn đôi chút. Thì tới mấy ngày hôm nay thì Song Thủy cũng ăn chay không, không có ăn mặn nên là không có chia sẻ đồ mặn được. Khi nào mà tinh thần của Song Thủy nó được phấn chấn trở lại thì Song Thủy sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp những cái video hay gửi đến tất cả cô chú, và nhất là những cái lời ba còn sống, ba nói là Song Thủy cố gắng lên để mà vươn lên đạt nút vàng cho ba, thì Song Thủy sẽ cố gắng trong cái giai đoạn này, Song Thủy sẽ cố gắng thật là nhiều để không phụ lòng ba, người mà đã cho Song Thủy nhiều động lực để mà có thể là quay nhiều video như vậy. Tại vì mỗi chiều ba đều có clip ba coi. Thế khi mà ba, những ngày mà ba mệt thôi á, ba cũng điện Song Thủy tại sao hôm đó, cái hôm mà bị mạng nó bị kỹ thuật á, là không đăng, không ai coi á, thì Song Thủy không có chia sẻ clip đó. Thì ba điện, ba kiếm hoài luôn. Mà ba đi xuống Long Xuyên mà ba vẫn kiếm, ba kêu chị Hai điện, anh Ba điện, rồi chị Ba điện, và anh Tư điện kêu sao hôm nay 6 giờ rồi mà chưa có clip. Thì bây giờ là hầu như là Song Thủy không còn bắt một cái fan cứng mà mãi mãi mất thật sự rồi cả nhà. Động lực lớn nhất của mình trên YouTube của Song Thủy là cũng muốn cho ba mẹ xem vào mỗi chiều. Mỗi chiều vào ba mẹ ăn cơm ngồi coi. Không có. Bây giờ là chỉ còn có mình anh mẹ coi, ba không còn nữa. Mà cái nút vàng này, cái nút bạc này thì Song Thủy vẫn để ở đây. Tại vì ba gắn cho Song Thủy mà. Ba gắn cho Song Thủy ở đây. Đây là cái điểm mà ba gắn nè. Mấy cái móc này là ba nhờ người đi mua để mà gắn nè. Gắn xong trong thời gian mà Song Thủy đi quay á, thì ba ở nhà ba làm xong hết. Dù là ba lớn tuổi, ba bị đau chân, nhức tay với chân thì ba vẫn làm cho Song Thủy hoàn chỉnh. Ở đây là để máng khăn nè, 2-3 cái. Cái này là để máng khăn là 2 cái. Và cái này là để nút bạc như vậy. Và cái nút bạc này Song Thủy sẽ để ở đây để cho ba có thể là ba thấy được thành quả là con gái của ba là. Nhưng mà may mắn là đăng kịp ba món quà. Đúng rồi. Nếu mà tới hiện tại bây giờ mà không đủ 100 nút bạc thì không biết sao mà. Chắc là Song Thủy hối hận lắm. Song Thủy hối hận tại sao mà không có nút bạc đây mà tặng cho ba. Đây cũng gọi là động lực của Song Thủy. Cũng nhờ ông bà cô chú ủng hộ rất là nhiều nên là nút bạc này mới có. Hôm nay là ngày làm pháp thì bên đây là bàn của ba Song Thủy. Ở đây là bàn Phật đi nha. Tại mình ở miền Nam mà vậy, còn ông bà cô bác thì đến cúng xong thì sẽ có một bữa ăn chay. Ăn chay trong gia đình. Ăn chay chia sẻ để nói chung là đông người cho bớt đau buồn hơn cái gì. Sau khi mà cúng xong thì nhà cũng có nấu mấy mâm chay cùng với gia đình bà con ăn uống này kia để mà cùng với ba. Ba thì sáng này là cúng cho ba sớm rồi, 10 giờ là đã cúng cơm cho ba rồi để ba độ rồi. Thì giờ tới gia đình ăn. Đây là những cái tấm hình mà ba treo, tự ba treo nha. Ba treo lên. Đây là những cái tấm hình 2023. Đây là gia đình của anh Tư nè. Đây là những cái hình ảnh nè. Còn cái này là ba hường karaoke ở đây. Ba hường karaoke. Đây là những cái tấm hình, những cái clip mà Song Thủy chưa kiểm tra cái lượt xem đó Song Thủy. Lượt xem không gà là chỉ 4 clip thôi mà cái lượt xem rất là cao nha anh Caramel. Là 239. Song Thủy là không có muốn là nói ba mắt tự nhiên làm như vậy giống như là câu view, câu like. Nhưng mà thật sự là cái này là những video cuối nhằm mục đích là kỷ niệm của gia đình của Song Thủy. Hy vọng ông bà cô chú là thông cảm nha. Những mâm chay ở đây.
như là cô chú thím bác bác năm mẹ thím 10, thím 9 đây chú 7 nè. Dạ chú 7. Dạ. Đây là, bạn, đây là gia đình dì mợ, những người đồng hành cùng với Song Hỷ và chị Tư với chị Ba này kia là trong những ngày nấu nướng này kia để mà khách có đến cũng có thể là đãi khách được chu đáo hơn. Đó, đây là những cái gốc. Anh muốn rồi lời nói. Hồi gái liền kìa. Nói thật sự ra là anh em mình cũng là dì ba mà cũng là vì cái cưng thích đi cái đường này trong cái để kiếm những cái chuyện vui để nó như khán giả để tạo cho mọi người một nhịp cầu nối cho mỗi vùng đất nước hết á. Anh ba gắn cái mút vô cái cổ á cho nó nghe rõ để sát nghe. Rồi ok. Mình có những lúc thấy em đi mà cũng sót lắm, cũng cứ kêu em thôi nghỉ đi, mình không phải là không có điều kiện cái gì mà phải làm này hoài, nó mệt mỏi lắm rồi. Mà em thì nhất quyết em nói thôi, tại vì cái này là cái ý em thích. Mà thấy ba cũng có tâm nguyện của ba nữa nên em cũng đi làm đam mê của em. Còn một số nay anh cũng nghe, mấy anh dài cũng nghe một số những câu nói cũng không tốt lắm đó thiệt. Anh cũng rất là buồn trong lúc tăng gia bối rối đó. Thì anh cũng cảm ơn tất cả các anh em đó, mọi miền đất nước đó gửi lời. Dù khen dù chê gì cho anh cũng cảm ơn hết. Nhưng mà anh chỉ xin có những sự riêng tư của gia đình. Thì mọi người để cảm thấy nói được lời tốt đẹp đó, thì xin nói. Còn cảm thấy được mình không nói được lời tốt đẹp thì thôi đừng nói là được rồi. Tại vì người nào đó cũng có nỗi đau hết á. Còn nói cho vui cái miệng rồi mà chứng có chuyện không phải là sự thật. Còn tội nghiệp với những người trong cuộc. Còn làm ở đây á, muốn cho ba vui, cho ba biết được ừ mấy em làm càng ngày càng phát triển thôi. Rồi ba cũng đi về cõi Phật rồi, ba cũng đâu có lấy được cái gì đâu. Mà từ lúc đó tới giờ thì cũng nghe toàn lời tốt. Mà tự động cái lúc ba mất tới giờ thì cũng có một số người cứ nói ra nói vô những lời không tốt. Nên anh cũng thay mặt gia đình có những gì không tốt anh xin nhận hết. Rồi những gì tốt đẹp hãy cho nhau những lời tốt đẹp đi. Đừng có cho nhau những lời xấu nữa. Tại vì con người ta trưởng thành mà. Trưởng thành thì những cái gì tốt đẹp nó sẽ tốt đẹp mãi. Chứ đâu cần gì mà phải nói một lời khó nghe hay là một lời khó nghe mà mình có hơn đó, mình có được cái gì không? Mình không được mà. Nên á, cũng xin khán giả của Song Hỷ và những người mà để thích Song Hỷ hay là không thích Song Hỷ gì đó, cũng cho Song Hỷ một cái niềm tin đi, một động lực đi. Ba Song Hỷ mất rồi, cũng buồn cũng đau lắm. Nhưng mà bỏ hết nỗi đau để làm những cái clip để đưa lên cho mọi người hiểu ừ phong tục ở đây, tập quán ở đây và luôn là một kỷ niệm. Khi ba đã không còn trên cái cõi đời này nữa, ba đi về cõi Phật. Chứ mất mà, mất ba là mất cả một bầu trời mà quý vị. Đâu phải là ai cũng mà chấp nhận được đó. Còn nhiều khi người ta không khóc được là tại vì người ta không thể nào dám khóc trước mặt khán giả thôi. Chứ không phải là không khóc được. Chỉ nói vậy thôi, để ba mất rồi thì em cố gắng. Những chuyện gì em chọn, anh nghĩ ba sẽ ủng hộ em. Tại vì anh cũng kêu em thôi, từ từ. Mình không làm cũng không sao mà em nói em đam mê, em thích. Thì ba cũng lúc nào cũng chiều em mà. Cũng thương em, đứa con gái. Chiều em cho em làm đó. Đi bỏ công, bỏ sức, đi ra tới ngoài ngoại. Mà tuần nào, ngày nào em không điện về thì ba cũng điện cho em hỏi con ở đâu rồi. Làm sao. Nên em phải cố gắng lên. Anh cũng nghe những lời không tốt đẹp gì đó thì anh nghĩ em cũng đừng nghe đi. Coi như Phật cũng có nói mà, người ta nói mình không nghe coi như là mình không có, đúng không? Giờ ta tặng quà cho em không nhận, quà đó của ai? Của người ta. Còn những lời nào nói tốt đẹp thì mình nhận, những lời nào nói không tốt đẹp ta nói cho mình, coi như mình không nghe, mình không biết thì quà của họ nhận về, mình không nhận. Còn mình á, nếu em đã chấp nhận từ đây về sau cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất như những gì em đã nói với ba nha.
anh cũng xin cảm ơn kênh Sông Hỷ đã tiếp sức cho em gái để cho nó cũng có động lực, có làm được những clip. Nhiều khi quay một clip để ở đây 10 năm, 20 năm gia đình sẽ có dịp để câu lại. Thiệt. Cảm ơn kênh Sông Hỷ, cảm ơn những bằng hữu, những anh em, những người đã đồng hành cùng Sông Hỷ bao lâu nay và những người sẽ tiếp tục cùng đồng hành. Cảm ơn. Mô gì được không? Cảm ơn bà, cảm ơn khán giả chương trình của Sông Hỷ. Video này thì Sông Hỷ cũng muốn là nhắn đến những bà cô chú, anh chị, những người yêu thương Sông Hỷ đã hổm gài, cũng buồn theo gia đình của Sông Hỷ. Một lần nữa thì Sông Hỷ xin là cảm ơn rất là nhiều luôn. Sông Hỷ sẽ cố gắng thật là nhiều để mà không phụ lòng ba, không phụ lòng mẹ, để có những video hay. Mình không già mình không khóc, hiểu nào mình không khóc. Cố gắng cứng rắn lên, bước đi. Nghe em, coi những cái chỗ nào đẹp, những nét văn minh, văn hóa gì đó của vùng miền đó, thì em ba thấy em làm vậy ba cũng vui mà. Lúc nào ba cũng sẽ hướng theo em. Em cố gắng lên đi. Anh nghĩ ba sẽ theo em. Mà từ dài về sau anh cũng sẽ không cản em nữa. Em cứ bước theo con đường của em. Tại anh thấy cương cực quá thôi. Mà giờ ba nó thôi để nó làm nó thích. Thì bây giờ anh sẽ đồng hành. Anh sẽ lúc nào cũng ủng hộ em. Nghe em gái. Cảm ơn ba. Cảm ơn em. Bây giờ Sông Hỷ cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn cái nhà video sau nha. Hãy... Dạ. Hiện tại thì Sông Hỷ vẫn chưa đi quay nha cả nhà. Nên là Sông Hỷ cũng muốn gửi đến ông bà cô chú những video trước đó để mà ông bà cô chú có thể là thấy được Sông Hỷ là và gia đình rất là ổn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại tất cả cô chú anh chị ạ. À. Bye bye. Qua tận hương qua triệu tận, nhất tâm phụng thịnh hướng linh cụ ông, Quỳnh Ngọc Phước phát danh thiện hảo hưởng thọ, 70 tuổi lắm chung ngày 23 tháng giêng năm Giáp Thìn, lai đạo linh sàng thọ tài âm tang chủ kiền thiền khở thân cúc cung tấn phản đứng dậy mời sư thỉnh cơm con, thỉnh chén cơm giữa ra ngoài rồi con sớ lên ba lần, sớ lên ba lần, giờ con gấp đồ ăn nhiều nhiều để vô ngày mai cúng chén bự một chút, gấp đồ ăn nhiều một chút. Ông đổ vào trong chén này nè, ông hưởng, ông nương vào thành chú của chư Phật mà ông đổ trong chén này nè. Ngày mai các con cúng chén bự, dâng lên quỳ xuống. Giờ con thỉnh đi nước giữa đi. Hai anh em gác đũa ngang qua, gác đũa ngang qua, ngang qua chén cơm này chuyện này chuyện đây. Nằm canh trường mộng chạnh nổi thâm tình, đò ấm dương qua lại tuy thường, sông cây cảnh biệt ly khó lấp, chữ ân nghĩa nặng nề là thế, xuôi nên cầu báo đáp hằng ghi, gấp đồ ăn cơm sớm dâng lên để thầm tỏ nỗi niềm thương nhớ, cơm canh bánh trái chân lòng con, dâng cúng giống ba mắt như còn, ba ơi từ nay thôi hết đời, dương trần con cháu chịu cảnh mồ côi, âm dương cách biệt tình phụ tử, ngày đêm thương nhớ lệ sầu tuôn, dương gian âm cảnh tuy khác nẻo, triệu thịnh giống ba đau linh sàng, nay con dâng cúng ly cha, lấy nước tình thâm lọc nấu ra,
dâng lên cúng ba niềm tha thiết, hướng linh ba về chứng giảm tâm lòng con. Đầy bát cơm đầy nặng ước mong, hướng linh ba ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn đồng trong thương nhớ, ơn nghĩa sanh thành con trả chưa xong. Ngày tưởng trăm năm vui sum họp, nào về ly biệt giữa ngày này. Hôm nay tuần thất con khấn ba, đầu đội khấn tang lệ tuôn tràn. Hai lại đầu đền ơn sanh dưỡng, tấm hương một nén cùng ba hiền. Hữu sanh hữu biệt hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị huyền. Nguyện cầu địa tạng độ ương hồn. Xá hai xá dân cơm nước lên ăn. Giờ để lại chỗ cũ con. Nghiêm đôi đũa dựng lên. Đứng lên, đứng lên để cho. Cha chăm tam tuần chăm cha luôn có ừ đó. Lại hướng lên nhảy bay, lại bình thân giai quỳ